Quý vị thấy làm chuyện xấu, chúng ta hãy nghĩ khi Thích Ca Mâu Ni Phật tu nhẫn nhục Ba La Mật, đó là khi Ngài tu Bồ Tát Đạo trước khi thành Phật, bị Vô Ca Lợi cắt chặt thân thể, tổn thương rất nghiêm trọng. Nhà vua lăng trì xử tử nhẫn nhục tiên nhân. Tiên nhân gặp nạn to ngần ấy, Vua Ca Lợi cũng rất tức tối, rất cáo kỉnh. Nhà vua hỏi tiên nhân: ngươi tu gì? Tôi tu nhẫn nhục. Được rồi, ta xem ngươi có thể nhẫn hay không. Từng đau một cắt xẻo ngươi, khi cắt đến gần chết, hỏi tiên nhân: ngươi có tâm sân khỏe hay không? Không có. Lại xẻo, xẻo đến cuối cùng, tiên nhân vẫn chẳng có tâm sân khỏe. Tối hậu khi lâm chung, tiên nhân bảo Vua Ca Lợi: ta thành Phật, ngươi được độ đầu tiên sẽ là ông. Quý vị thấy Ngài tu nhẫn nhục Ba La Mật viên mãn. Vua Ca Lợi tạo tội nghiệp rất nặng, do thành tựu viên mãn nhẫn nhục Ba La Mật cho Thích Ca Mâu Ni Phật, nên vua đã tạo công đức. Trong thế gian chẳng có gì tuyệt đối đúng hay sai, tùy thuộc quý vị là người như thế nào. Quý vị thấy Vua Ca Lợi đối đãi với một người tu hành bằng lòng sân hận như thế, mà lại là chuyện tốt đẹp. Bởi lẽ vua đã khiến cho người tu hành viên mãn nhẫn nhục Ba La Mật. Tuy bản thân nhà vua bị đọa địa ngục, vẫn hưởng phước trong địa ngục. Vì sao? Vua đã thành tựu một người làm Phật, nên vua hưởng phước trong địa ngục. Đức Phật nói, sự hưởng thụ của người ấy trong địa ngục và sự hưởng thụ trong đào lợi thiên chẳng khác nhau cho mấy. Điều này rất có lý. Vì quý vị làm chuyện ác nên quý vị bị đọa địa ngục. Quý vị thành tựu một người, tức là giúp một vị Bồ Tát thành Phật, phước báo ấy to lớn tuyệt diệu, nên mới hưởng phước trong địa ngục. Hưởng hết phước xong, tội báo trong địa ngục cũng mãn, thoát ra lại sanh trong nhân gian, lại xuất gia. Xuất gia bèn gặp Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự độ ông ta đầu tiên. Tiền thân của tôn giả Kiều Trần Như là Vua Ca Lợi. Đức Phật nói sao bèn làm vậy. Ngài Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán đầu tiên. Hai vị biểu diễn cho chúng ta xem, chỉ dạy chúng ta tu nhẫn nhục Ba La Mật phải biết tu như thế nào. Thực hiện điều nguyện lễ kính chư Phật ra sao? Đối với hết thảy chúng sanh, chúng sanh làm tổn thương ta nghiêm trọng, tâm đều chẳng có oán hận mảy may. Phải học điều này. Vào lúc then chốt, bạn thấy tánh đức của quý vị có thể biểu lộ ra ngoài hay không? Quý vị lưu lộ phiền não nghiệp chướng, hay lưu lộ trí huệ và đức tướng trong tự tánh, đều thuộc trong một niệm? Vì lẽ đó, một niệm giác, phàm phu thành Phật. Một niệm mê, lại vào trong lục đạo. Vì thế chúng ta trở nên không biết chuyện này. Cái này tổn thương ta, ta cần gì phải cung kính hắn? Nghĩ như vậy là sai mất rồi. Dẫu kẻ ấy có làm lỗi to ta cách mấy, chớ nên trách móc. Kẻ ấy rất đáng thương. Vì sao? Nhân quả của mỗi người phải do chính kẻ ấy gánh chịu, chẳng có cách gì hết.